còn nữa là đưa cải xào vịt thả bỏ qua mình. Thôi có món à. Tôi chắc nhỉ như vậy em làm xào nó ngon nha. Rồi Tú sẽ hồi sẽ dùng cây đũa vàng. Đây bỏ vô rồi nè. Ai đâu biết người ta ngồi chiên âm thầm lặng lẽ. Chấm vào. Rồi đảo nha. Nhớ cay không? Xanh xanh có đỏ. Xanh chứ không có đỏ. Cá dằn với cá chép, cá chép chi không xả với dưa cải xào hộp vịt nha các bạn. Đây. Bây giờ mình và đại đầu bếp sẽ thực hiện món này. Rồi. Ủa chứ không phải sắc tỏi tiếp nữa hả? Hả? Chứ không sắc tỏi nữa hả? Đổi không? Giờ là khác dưa cải đó. À, đại đầu bếp sắc tỏi. Dưa muối này rửa không bà Tú? Rồi, rồi. Rồi. Giác khô rồi nè, bây giờ chỉ sắc nhuyễn thôi. Rồi là ép, má ép, ép luôn không? Không, ép rồi, ép rồi. Không, ép, ép. Má tỏi khử cái gì má? Không có, tỏi ướp với cá chép với cá vàng nè. À, vậy mình ướp trước á hả? Ừ, chiên hồi với cá. Cá mình có khứa không má? Khứa chứ, để vậy sao được. Rồi, chiên hồi tới ha. Đó thấm hả? Vậy là món này là cũng nhanh nữa rồi nha, phải không má? Món này cũng nhanh. Nhưng mà ướp cũng cỡ để nửa tiếng chiên mới được à. Mình bỏ ngăn mát không hơn ướp ngoài má? Ướp ngoài để ngoài cho nó thấm. Dạ. Ướp rồi này. Con dao bên đây. Mình sẽ thừa không được. Ừ, Út nãy lấy con dao để đâu à? Không biết lắm mà. Dao để đâu rồi? Ôi, mấy buồng cao nó vàng ươm luôn kìa. Quý giờ họ mua rồi, quý hôm qua mới thấy lẩu vậy với quý. Chợ có cao chín nè. Mà nó rẻ lắm ơi. Nhưng mà giá năm nay cho người ta ăn cao cho má khỏe một chút. Nó có đạn. Không ăn cao rồi tiền đâu. Đây, bây giờ mới đâm bớt đây. Ăn cao má không có tiền. Biết gì trơn cái đội à. Hiểu rồi đó nha. Dạ, có ăn hỏi nó dùng cao. Cao mình mới bán được chứ. Ờ, nghe nói lù đạn nó quăng chứ thế luôn. Có ông Mạnh nó xéo đó, trồng cao nhóc đó. Cao mà trồng đó. Cao luôn hả? Chưa bé được. Có thiệt đó, không thấy à. Mày quay lên thử coi, phải cao đó không? Đúng thôi, mẫu là đúng rồi đó. Hai mẫu lần đó, hai cây đó đâu, hai cây phải không? Hai cây đó. Thôi à. Mình quay lên thấy cái buồn mênh mông không biết. Ai mua đâu. Đi dưới kia mít rồi. Đây, phải chắc nhỉ như vậy em làm xào nó mới ngon nha. Rồi Tú sẽ hồi sẽ dùng cây đũa vàng. Không có bàn tay vàng. Cái này mà hồi mình phải sắt nó chứ, mình dắt nó chứ. Bóp dắt cho nó không? Chắc cái hơi ráo một chút chứ để vô có nước rồi hồi sau dịch nó bị bở. Đại đâu biết bây giờ sẽ bỏ nguyên liệu vào, nó ngon nó bị đớt theo luôn các bạn. 1,5 kg cá này á là bỏ 2 muỗng muối này nè ngang các bạn. Mà bỏ này là đã bỏ rồi. À. Nó tại vì mình thấy các bạn. Rồi mới bắt đầu á là này chỉ là một muỗng bột ngọt này thôi nha các bạn, 1,5 kg cá, 1 muỗng rồi là xong rồi bắt đầu là ướp cá. Cũng không có nước mắm gì đâu á. Ở đây tiếng xả luôn mà muối và bột ngọt là đủ rồi. Ừ. Tiêu không má? Thì nó bị khét. Nó bỏ tiêu không? Không. Nghe bỏ nước mắm cái bao quay qua bao kia cộng thôi nè. Hai cục mắt bỏ hang bồ câu qua lên. Bồ câu con nào cũng đậu nha. Chứ không có con đậu con bay nha. Con
bạn phải đâm xả về ngang các bạn. Nếu đâm xả thì nó không có thơm, nếu không có dính, bỏ vô nó không có thơm thì không có dính con cá. Rồi mới bỏ gì nữa? Xong rồi bắt đầu vô phần ướp cá, bắt đầu quá. Các bạn sẽ cứu con cá này ra, bạn bỏ vô ướp nó thấm nó ngon ngon. Đó. Thấm nó ngon ngon à? Thì thấm ngon ăn nó ngon. Vô khái. Ừ. Cắn rào rào. Để em ra sạn không? Mày phát biểu linh tinh đỉnh. Nè, thấy chưa? Ủa má nhỏ ai móc miếng con rồi má? Má. Má hả? Ôi ôi, má móc miếng con sao? Má nó chuyện khéo quá. Không, ý đó má, má. Tú đó má. Vậy đó má nhịn được. Con là con không nhịn được đâu. Đó, giờ nó đâm thọt rồi. Mới nói nó có ăn cầu vậy mà nó đâm thọt rồi đó. Đốt nhà. Gia đình đang hạnh phúc nha. Đâu muốn uy mắm mà phải nhìn nhượng lẫn nhau. Không, liệu vậy gia đình mình có hạnh phúc hay không? Tú mà không hạnh phúc đồng ý cũng đâu có hạnh phúc. Tại vì ở chung nhà mà. Cá chắc thịt không quá hả má? Con thấy má cứa toàn là thịt không à? Mình lấy đũa hay lấy tay mình bóp hả? Cái gì cũng được thôi quý ơi. Mình xào vịt trước hả má? Ờ đúng rồi, xào vịt trước. Tại này cá để nửa tiếng rồi, đây ta thấm cá rồi đi chiên. Này ướp này nếu mà ấy gia vị đủ đem ra phơi nắng luôn á. Đúng rồi, phơi nắng ra là có nắng mình phơi chứ vậy. Phơi nắng. Tại vì thời gian ướp vậy là mình phơi nắng đi. Phơi một nắng ha ma. Hồi chứ ngon lắm ta. À vậy là ta nói phơi một nắng là vậy hả? Đúng rồi á. Phơi nắng là vậy. Bây giờ ướp xong đem ra phơi nắng nè. Lâu chưa? Chưa có nắng má. Nay sớm quá. Này ăn cơm gì gì với cơm nguội nữa không? Ăn cơm nóng nữa là ngon dữ nữa. Ăn chả mồ hôi mép luôn á. Nếm không á? À? À, thôi, nếm cho được, nếm con. Trời ơi, chết luôn rồi. Được, nhỏ đó nó nếm. Không, có thấy ta làm tàn, đại đâu biết siêu biết ta nếm không đó không? Cái này là đỉnh đỉnh của đại. Là... chỉ cần nêm khoảng thời không nha, nay có siêu đồ bếp thì đại đồ bếp nhí nha. Ừ, có siêu đồ bếp đại bếp nhí rồi, hôm qua thực hiện chương trình rồi. Thơm quá ha, mì vàng tươi luôn, ngồi khác nhà luôn. Nó bởi mì tươi vậy đó mà tôi sống chung được. Rồi, được rồi. Tôi sẽ đổ cải vô xào nha các bạn, xào tớ. Xào cho nó thiệt là khô. Ồ, nó cũng quánh luôn. Rồi, buông qua cái này. Tươi quá. Nó cầm cái chảo nó sắc lên. À, xào phải xào vậy. Sắc lên là kêu bằng sắc chảo. Ừ, sắc lên. Người ta xào. Sắc lên, khổ gần dùng sắc lên, cầm sắc lên rồi đem ra chảo không. Tại vì rớt ra hết rồi. Thôi sao dính nước nhà, dính nước ở ngoài cho em rồi. Vậy xong rồi hả Tú? Vô xào cho nó ấy ấy một hồi đi rồi đem ba dịp gia vị xong rồi bỏ trứng vô chứ. Cái kia xào cho khô mà. Ừ, nó ra có tắm nước luôn rồi. Đâu có. Bây giờ mình sẽ để. Được. Có đường hả? Đường á, cái này chua, phải bỏ đường. Đó, đường. Muối không? Bột ngọt. Nhỏ muối không? Nhỏ muối không? Muối. Nghĩ sao như cải mặn không muối Tú? Có chứ không? Ăn người ta đâu có mặn Tú chứ. Vậy hả? Vậy đó. Cải chưa đủ biết nữa. Thường tôi nhìn người ta bằng cá trong mắt, bây giờ tôi nhìn bằng nửa con mắt đó nha. Bà biết nấu đi thì người ta vô tao nói. Người ta không nấu chứ quay qua khựng khựng đãi không giờ quay qua liếc lại à. Lỡ lần này rồi nha. Cần nửa hai lần nữa. Ừ. Rồi á. Rồi. Rồi cuốn đập hơn dịch bỏ vô. Nào đây siêu đồ bếp làm phải có đại đồ bếp ở sau nhắc nhở. Bà không ta. Trời ơi, đập cái bếp rồi. Vừa đập vừa coi hình.
bỏ trứng ra ngoài, cái bỏ cái vỏ vô trong đây nè. Hai. Có thấy không? Thấy cái trứng ra ngoài. Không, nhưng vừa mà ăn mà vừa coi á. Nhưng mà hồi tôi thấy đập là hồi trứng bay ngoài luôn á. À. Cắn rồi. Đánh. Có nêm gì không má? Hay không? Khô chưa má? Rồi, đem qua luôn đi sư đồ bếp ơi. Rồi, hai sư đồ bếp với đại đồ bếp vô cái bếp này là mất luôn. Tôi vô cái nữa là rồi. Mất cái bếp luôn. Đảo nha. Là nước mắm cái gì nữa Stu? Nước tương hả? Ủa tương ớt nhiều vậy? Chứ không có cài hả? À, xa xa tuốt bên kia thì đại đầu bếp đang xào hộp vịt. Tại siêu đầu bếp sợ khét quá nên siêu đầu bếp chuyển qua đưa cho đại đầu bếp làm liền. Quá trớn. Xịt tương thêm đi. Chứ quý nó cay lắm đó nha. Tương ít mà ớt nhiều. Wow, cay quá. Rồi. Xong hả má? Nhấc ngay không? Bắt xuống hả má? Thơm quá. Thơm quá. Thơm quá sao thơm hả? Thơm quá. Lo mãi mê ăn mặn. Đại bếp chiên cá không biết luôn. Tú ơi, cũng vô ăn ở Tú ơi. Coi nè, coi đại đã biết người ta nè. Vô nè cưng. Đại biết bỏ vô rồi nè. Đại đã biết người ta ngày chiên âm thầm lặng lẽ. Không có chuyện gì xảy ra. Đưa cái sứ đại biết vào. Rồi, người ta nói có bông nở tầm lắm ta lẽ. Nó quý người rồi đó. Nè, quý người rằng rất là thì mị. Trời ơi, nóng sao mà nó khối nó bay nó phà luôn. Ố cái máy quay luôn nè. Rồi mời cả nhà dùng cơm nha. Dùng cơm. Ngon không con? Giờ cho coi bà nội nướng có ngon không? Ngon. Giòn. Nó giòn cái ghê không? Chắc lột lột luôn hả kì? Kì nhiêu cơm đây rồi. Ngon không kì? Ngon ha. Thấy đũa gắp vô. Ôi. Đũa gắp đây cầm đũa cho mẹ nè. Nay kì biết ăn đũa không? Ăn muỗng. Đó đũa không con? Cầm dưới nội vậy nè, gấp. Nhìn gió gì nhìn kìa, không biết cầm đũa quá. Thấy con? Dà vô miệng. Rồi lấy đũa quơ. Lấy đũa quơ chưa? Đó. Trời dữ ta. Trời nay ăn cơm vậy luôn ta, biết cầm đũa ăn cơm luôn. Ăn đi. Không, cầm muỗng rồi.
bụng chưa cơm quý? Em đi trước quý ăn. Quý ăn này không ạ? Ăn nào? Con ngồi đi. Chỗ ngồi, con ngồi đi. Mới gấp mà. Tiền. Bữa lão không á? Cái gì? Bữa lão nó tiền ai hết bữa rồi. Nhà tờ tờ đâu? Chị qua chị chính đúng không? Chính là tôi ít. Cam cũng ngọt ghê tú. Cam với hai lấy tôi lấy mấy trái lọt ăn. Cam xanh mà ngọt ngay luôn. Chị hai khen nước nở, chị hai nói con Tú là con Tú không mà chứ không nói của bà chính. Chị hai nói trời ơi cam dưới bị bộ Tú em về á, Tú em về nay sùng ngọt quá trời, má má làm tin má không nói. Trời ơi, chào các bạn, hẹn các bạn ở clip sau nha. Bye bye. Bye bye.